Mỗi buổi chiều thứ bảy, trong phòng tập, nhiều thiếu niên đang chờ đợi nghệ nhân ưu tú Phan Thị Kim Dung với lớp học âm nhạc dân tộc do bà khởi xướng. Dưới sự hướng dẫn tận tình, đầy tâm huyết của bà, 5 năm qua, lớp học nghệ nhân Kim Dung đã truyền cho các em nhỏ tinh thần yêu quý và niềm đam mê đối với văn hóa dân tộc. Con đã học được những làn điệu truyền thống này bắt đầu từ hồi mà con lớp 3, là tính đến nay là được 5 năm rồi ạ. Con đam mê bộ môn nghệ thuật này tại vì là theo con thì nó là một bộ môn nghệ thuật rất là thú vị, với cả là đây cũng là một trong những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam mình. Nó cũng là một di sản phi vật thể của dân tộc ta và nó cần được lưu giữ và bảo tồn. Nghệ nhân Phan Thị Kim Dung sinh ra trong gia đình có cha là nghệ nhân Phan Đức Hậu, nổi tiếng với các làn điệu hát sầm, chèo, hát văn, chầu văn. Trong môi trường thuận lợi, tình yêu nghệ thuật âm nhạc truyền thống trong bà được nuôi dưỡng từ khi còn rất nhỏ. Năm 1995, bà theo chồng con lên Hà Nội, mang theo niềm đam mê của mình. Tháng 5 năm 2009, nghệ nhân Kim Dung đã thành lập câu lạc bộ Dân ca Làng Mọc Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, ngay tại địa phương bà sinh sống. Sau những giờ lao động nghệ thuật theo đoàn, vào cuối tuần, bà lại miệt mài truyền dạy những làn điệu dân ca cổ đến bà con lối xóm trong Làng Mọc Quan Nhân. Đầu tiên thì thành lập với câu lạc bộ ra thì mình muốn là để cho nó thỏa mãn cái niềm đam mê của mình, được mình được vẫy vùng, mình được truyền dạy tự do, thoải mái cho tất cả mọi người, để cho cái nghệ thuật dân tộc nó được lan tỏa. Sau nhiều nỗ lực, câu lạc bộ Làng Mọc không chỉ biểu diễn trong làng mà đã vươn xa đi trình diễn ở nhiều cuộc thi lớn và đoạt giải cao, như huy chương vàng trong hội thi hát văn và hát chầu văn khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ nhất tại Vĩnh Phúc năm 2010. Giải nhất trong liên hoan hát văn do Hội Di sản Văn hóa Thăng Long Hà Nội tổ chức năm 2012. Tôi thấy là được một người nghệ nhân dân gian truyền cho những làn điệu mà cổ truyền của dân tộc ta, tôi thấy rất là quý. Vì không phải ai cũng biết được cái làn điệu này mà đã lưu truyền được và giữ gìn được cái bản sắc dân tộc mình, thì tôi thấy một cái là vô cùng quý cho tất cả những người lớn tuổi như tôi và có thể là ít tuổi hơn và có thể cao tuổi hơn. Thấy chúng tôi rất hào hứng và rất hồ hởi để xin được học để giữ và có cái lưu truyền của dân tộc mình. Thành tích của bà đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quận Thanh Xuân đánh giá cao. Năm 2015, quận Thanh Xuân đã chính thức mở câu lạc bộ truyền dạy âm nhạc dân tộc cho thế hệ trẻ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp từ những làn điệu dân ca cổ. Nhìn nhận thấy là các cái bộ môn nghệ thuật truyền thống thì dần dần nó là mai một. Thì thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo quận thì bên trung tâm cũng đã phối hợp với phòng giáo dục đào tạo của quận thì cũng đã đi xuống các trường tiểu học và trung học cơ sở của trên địa bàn. Đấy, cùng với cả các nghệ nhân trên địa bàn quận xuống để sơ tuyển và tìm với các cái con có cái năng khiếu về các bộ môn nghệ thuật truyền thống. Thì là từ đó đến nay thì là trung tâm với phối hợp với các nghệ nhân cũng đã giảng dạy và đến nay đã được 4 năm rồi. Đến nay, hàng trăm người dân Thanh Xuân đã được nghệ nhân Kim Dung truyền dạy các làn điệu dân ca nhạc cổ như hát văn, chầu văn, hát sẩm, chèo miễn phí. Những người tham gia học bộ môn âm nhạc dân tộc đủ các lứa tuổi, từ người già đã nghỉ hưu, người khuyết tật và thế hệ trẻ. Nhiều em nhỏ đã đi hội diễn được giải. Ngoài ra, các em còn tham gia biểu diễn trong lễ hội Hoa Anh Đào của Nhật Bản, tham gia chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Những cống hiến thầm lặng ấy, năm 2015, nghệ nhân Phan Thị Kim Dung được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể ở loại hình hát sẩm.